Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Đỗ Anh Dũng bị bắt, ai chung số phận và ai đang xanh mặt. Sau khi làm mưa, làm gió, đấu giá, thổi giá đất lên tận 9 tầng mây xanh, rồi bỏ cọc, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tân Hoàn Minh đã bị bắt. Đây là tin chấn động với các đại gia bất động sản tại Việt Nam. Vì sao như vậy? Vì đây là một phát súng rất mạnh mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đâm nhắm vào các đại gia bất động sản như một lời tuyên chiến. Có lẽ cừu được nuôi đã đủ béo và đến giờ là mổ để thịt. Việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng và ông Trịnh Văn Quyết trước đó không phải là những tội danh trong lĩnh vực bất động sản, nhưng thực tế thì những doanh nghiệp này có liên quan đến ngành bất động sản rất lớn. Theo thông tin thì báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thì các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàn Minh đã có hành vi gian dối sử dụng 3 công ty thành viên và các công ty liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định với tổng giá trị lên tới 10.300 tỷ đồng. Một số tiền rất lớn. Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang điều tra xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàn Minh, viết tắt là tập đoàn Tân Hoàn Minh. Ông Đỗ Anh Dũng đã làm dậy sóng mạng xã hội với trường hợp đấu giá, lấy giá đất lên cao ngất ngưởng rồi bỏ cọc, gây ra hiện tượng giá bất động sản khắp nơi trong cả nước đu theo, làm thị trường rối ren vì sốt đất. Từ hành động này, ông Đỗ Anh Dũng bị cả xã hội lên án và cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Đây là hình ảnh thông tin về việc ông Đỗ Anh Dũng bị bắt. Kết quả điều tra là trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại tập đoàn Tân Hoàn Minh đã có hành vi gian dối sử dụng 3 công ty thành viên bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần và đầu tư và dịch vụ khách sạn Solite, công ty cổ phần cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật tổng cộng trị giá 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Sau khi có kết quả điều tra thì vào ngày 5 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàn Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều số 174 của Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Và câu hỏi đặt ra là những ai đã bị bắt chung với ông Đỗ Anh Dũng. Để thực hiện những cú lừa hàng vạn tỷ đồng thì tất nhiên là không chỉ một mình ông Đỗ Anh Dũng mà là phải có sự cộng sự và rất nhiều người nâng đỡ. Trước mắt, cộng sự của ông Đỗ Anh Dũng là ai? Đó là những cái tên sau: Đỗ Hoàng Việt, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàn Minh; Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1978, trú tại Vĩnh Phúc, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàn Minh; Trần Hồng Sơn, sinh năm 1961, trú tại Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàn Minh; Nguyễn Khoa Đức, sinh năm 1984, trú tại Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, sinh năm 1978, trú tại Ninh Bình, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàn Minh; Phùng Thế Tính, sinh năm 1973, trú tại Hà Nội, nguyên giám đốc công ty trung tâm tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàn Minh. Như vậy, ngoài ông Dũng thì còn có 6 nhân vật khác cùng bị bắt chung với ông. Lần này, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trời lớn. Họ quyết định đánh mạnh vào các sai phạm của các đại gia bất động sản, vốn đã tồn tại rất nhiều từ trước đến nay và chắc chắn phía sau có rất nhiều những quan chức cấp cao của Đảng nâng đỡ. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng và tập đoàn Tân Hoàn Minh.
Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi tội phạm của các bị can, mở rộng vụ án thu hồi tài sản. Việc mở rộng điều tra hứa hẹn bắt nguội thêm một số nhân vật bao che cho ông chủ Tân Hoàng Minh. Với những thương vụ trên thị trường bất động sản lớn như vậy, khó mà có thể nói ông Đỗ Anh Dũng không được sự giúp đỡ bởi những quan chức có quyền, có thế, cán bộ cấp cao trong Đảng Cộng sản. Vì vậy, hiện nay, những con người có dính dáng đến Tân Hoàng Minh hay Đỗ Anh Dũng mà chưa bị lộ đều phải sợ xanh mặt, xem xét động tĩnh của việc điều tra vụ án và không loại trừ có nhiều kẻ tính đường, tháo chạy. Được biết trước đó, vào ngày 4 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần cung điện Mùa Đông và công ty cổ phần đầu tư khách sạn dịch vụ Soleil. Vào ngày 4 tháng 4, tức trước khi ông Đỗ Anh Dũng bị bắt một ngày, có đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về việc hủy bỏ các đợt phát hành trái phiếu của 3 công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh do có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trên của nhóm doanh nghiệp Tân Hoàng Minh. Theo quyết định này, các tổ chức đăng ký lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu công ty Ngôi Sao Việt, công ty Cung điện Mùa Đông, công ty Soleil thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán trái phiếu trên. Đây là hình ảnh báo chí tấn công Tân Hoàng Minh trước khi cơ quan cảnh sát điều tra bắt ông chủ doanh nghiệp này. Khi những quyết định hủy bỏ ban hành, xã hội cũng cho rằng việc bắt ông chủ Tân Hoàng Minh chỉ là vấn đề thời gian. Và thực tế diễn ra đúng như vậy, chỉ sau một ngày là ông Đỗ Anh Dũng bị bắt. Vụ án này đang hứa hẹn là một vụ án rất lớn và có thể rất nhiều quan chức cấp cao trong đảng sẽ bị lộ mặt. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin nóng trong tù Trịnh Văn Quyết làm chao đảo thị trường chứng khoán, chính quyền phát hỏa. Ai cũng biết ông Trịnh Văn Quyết bị bắt về tội thao túng thị trường chứng khoán. Nói đơn giản là ông Trịnh Văn Quyết có thể cho cổ phiếu của họ FEC tăng hoặc giảm theo ý muốn để trục lợi. Việc bắt ông Quyết cũng nhằm mục đích ổn định thị trường chứng khoán và quan trọng hơn là ngăn chặn một cá nhân có thể khuynh đảo thị trường chứng khoán, gây rối loạn nền kinh tế tại Việt Nam. Ngay sau khi bắt ông Quyết thì giá cổ phiếu của họ FEC cũng giảm kịch sàn là điều dễ hiểu. Bởi đơn giản, người đứng đầu tập đoàn bị bắt thì chắc chắn tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng rất tiêu cực. Tuy nhiên, vào sáng ngày 4 tháng 4, cổ phiếu FEC đã tăng kịch trần mà chỉ có dư mua, hoàn toàn trắng bên bán. Khối lượng dư mua cũng rất lớn. Đây là một dấu hiệu rất bất thường, làm cho nhà đầu tư và cả chính quyền cũng hoang mang. Được biết, trong phiên cuối tuần trước ngày 1 tháng 4, các cổ phiếu của họ FEC đều đã bị bắt đáy, thoát cảnh dư bán sàn, trong đó FEC giao dịch tới 100 triệu đơn vị. Sang phiên 4 tháng 4, cổ phiếu của họ FEC đồng loạt tăng trần. Theo đánh giá của chính quyền nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì việc cổ phiếu của họ FEC đồng loạt tăng trần sau phiên giao dịch bị tập đoàn này đánh giá là bất thường. Nó hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Các cổ phiếu của họ FEC giữ được giá trần đến cuối phiên và gần như không có thêm giao dịch so với phiên sáng. Với mức giá này, những người bắt đáy FEC phiên 1 tháng 4 có lãi hơn 13% chỉ sau có 2 phiên. Đây là hình ảnh dấu hiệu bất thường của cổ phiếu họ FEC khi ông Trịnh Văn Quyết sổ khám. Diễn biến cụ thể như sau, mới mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 4 tháng 4, cổ phiếu họ FEC đồng loạt tăng trần đến thời điểm 9 giờ 30 phút đã không còn dư bán. Một tốc độ bán nhanh chưa từng có. Về phía thị trường, Việt Nam Index sáng ngày nay cũng đã tăng 10 điểm lên 1.526 điểm. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 4, mã FEC giao dịch đột biến với khối lượng khớp đạt hơn 100 triệu đơn vị, cao gấp 100 lần các phiên trước. Theo thông tin từ tập đoàn FEC, vào tối ngày 31 tháng 3 năm 2022, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin mua gom cổ phiếu FEC, thậm chí còn có thông tin Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới của tập đoàn FEC là ông Đặng Tất Thắng
đăng ký mua cổ phiếu của FEC. Tuy nhiên, tập đoàn FEC khẳng định thông tin ông Đặng Tất Thắng đăng ký mua cổ phiếu FEC là thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cổ đông FEC nói riêng và các nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu FEC nói chung. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu vị chủ tịch mới của tập đoàn không nhúng tay vào hiện tượng này thì ai đang điều khiển? Từ trước đến nay chưa có một cá nhân nào khuynh đảo thị trường chứng khoán, làm rung động nhà đầu tư như trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết. Nhiều sự nghi ngờ nhắm vào ông tân chủ tịch tập đoàn Đặng Tất Thắng, nhưng nếu xét kỹ thì khả năng cao là không phải ông này bởi hai lý do. Lý do thứ nhất, trước đây ông Đặng Tất Thắng chưa làm quả nào tương tự như thế, và nguyên nhân thứ nhì, ông không thể đi theo vết xe đổ của ông Trịnh Văn Quyết. Ông Quyết đang ngồi tù và ông Thắng chắc chắn cũng không muốn như thế. Đây là hình ảnh người thay thế ông Trịnh Văn Quyết tại FEC, Đặng Tất Thắng. Bên phía FEC cho rằng, trong trường hợp có tổ chức cá nhân nào phát tán thông tin nói trên, thì có thể được xem đó là hành vi có mục đích thâu tóm doanh nghiệp, làm mất an ninh, an toàn của thị trường, gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin đối với thị trường chứng khoán của nhiều nhà đầu tư. Việc phát sinh nhiều dấu hiệu bất thường trước, trong và sau phiên giao dịch ngày 1 tháng 4 với cổ phiếu FEC có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tập đoàn FEC nói riêng và sự ổn định của thị trường chứng khoán nói chung. Việc tiếp tục có những dấu hiệu bất thường nói trên sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của tập đoàn FEC, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ gây thiệt hại cho cổ đông của công ty. Vì vậy mà tập đoàn FEC cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng xem xét làm rõ những dấu hiệu bất thường trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 4 đối với cổ phiếu FEC và nhanh chóng có các biện pháp nhằm ổn định thị trường chứng khoán, hạn chế tối đa các thiệt hại cho cổ đông, nhà đầu tư. Và phản ứng của phía chính quyền thì như thế nào? Phía FEC đang đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức áp dụng biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 7 của Luật Chứng khoán năm 2021, bao gồm những thông tin giới hạn các biện pháp như tạm ngừng, đình chỉ giao dịch với mã chứng khoán FEC, kiểm tra làm rõ các dấu hiệu bất thường trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 4 của cổ phiếu FEC và xem xét hủy bỏ toàn bộ giao dịch đã thực hiện trong ngày 1 tháng 4 nếu phát hiện các vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. Đây là hình ảnh liệu ông Trịnh Văn Quyết có quyền lực ngầm hay không. Ông Trịnh Văn Quyết đã không còn là chủ tịch của FEC, tuy nhiên quyền lực của ông Quyết cho đến nay vẫn còn là ẩn số rất to. Lần đầu tiên vào năm 2017, ông bán chui 57 triệu cổ phiếu, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Tất nhiên, ông Quyết được tiếp tay bởi những quan chức lớn và có sự bao che của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì mới có thể làm được như vậy. Cho đến nay, có những quan chức bị kỷ luật vì dính dáng đến việc bán chui cổ phiếu vào hồi tháng Giêng vừa rồi là những quan chức nhỏ. Còn những quan chức lớn hơn, những người mà giúp ông Trịnh Văn Quyết mua đất nhân dân với giá rất rẻ thì vẫn còn nguyên vị trí. Những người này có thể chưa bị lộ hoặc không bao giờ bị lộ. Chính những quyền lực đó có thể giúp ông Trịnh Văn Quyết vươn tay ra khỏi khung sắt và khuynh đảo thị trường chứng khoán. Việc tiếp tục đẩy chứng khoán của FEC lên kịch trần cũng là một dấu hiệu thao túng. Tuy nhiên, ai thao túng thì vẫn chưa rõ, nhưng người có khả năng gần nhất đến giờ này vẫn là ông Trịnh Văn Quyết. Nếu thật thì có thể nói quyền lực của ông Trịnh Văn Quyết rất đáng lo ngại.